Sơn Tùng MTV và Thiều Bảo Trâm tiếp tục bị người hâm mộ tung bằng chứng hẹn hò. Thậm chí cộng đồng mạng còn cho rằng hai người đang sử dụng chung một phòng tập để rèn luyện vũ đạo. Cách đây không lâu, Sơn Tùng MTV đã tung trailer về dự án Skytour Movie sắp ra mắt trong thời gian tới. Đáng chú ý nhất là cảnh nam ca sĩ ngồi thẫn thờ giữa phòng tập. Ngay sau đó, người hâm mộ đã tinh ý phát hiện Thiều Bảo Trâm cũng từng đến phòng tập này vào đêm khuya. Chiếc đèn có hình dáng ấn tượng đã trở thành bằng chứng khiến cả hai không thể phủ nhận về việc cùng đến phòng tập. Nghi vấn Sơn Tùng MTV và Thiều Bảo Trâm sử dụng chung một phòng tập và hẹn hò tận đêm khuya tại đây đã trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, người hâm mộ không tỏ ra bất ngờ bởi cả hai từng nhiều lần bị phát hiện đi du lịch và diện đồ đôi trong quá khứ. Nhưng cơ hội này, cộng đồng mạng liên tục thể hiện thái độ đẩy thuyền Sơn Tùng MTV và Thiều Bảo Trâm. Sơn Tùng MTV và Thiều Bảo Trâm là một trong những cặp đôi tin đồn nổi tiếng nhất làng giải trí. Dù cặp đôi này luôn một mực không công khai, nhưng người hâm mộ vẫn có đầy đủ cơ sở để khẳng định về tình cảm của cả hai. Trong thời gian gần đây, tần suất Sơn Tùng MTV và Thiều Bảo Trâm lộ bằng chứng hẹn hò ngày càng dày đặc. Thậm chí giọng ca gốc Thái Bình còn bị phát hiện có mối quan hệ thân thiết với gia đình bạn gái tin đồn. Chính vì vậy, người hâm mộ không khỏi mong đợi về một đám cưới cổ tích trong tương lai.